Xin chào tất cả các bạn. Ở video trước, mình đã giới thiệu cho các bạn biết về đề tài khảo sát phương pháp bảo quản thóc và gạo tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Các bạn đã biết được phần mở đầu đặt các vấn đề câu hỏi, biết được cấu tạo của thóc và gạo, các phương pháp bảo quản của thóc và gạo và các chất hóa học có trong thóc gạo. Và sau đây mình xin được giới thiệu tiếp. Phần 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu. Quy trình bảo quản thóc đổi rời trong điều kiện áp suất thấp. Loại thóc đông xuân với tỷ lệ tấm 15%. Quy trình bảo quản gạo đóng bao sử dụng khí nitơ, nguyên liệu là gạo tẻ miền Nam vụ đông xuân. Phạm vi nghiên cứu, Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. 3.1.2. Vật tư, thiết bị, dụng cụ, nghiên cứu, khí N2 do Công ty Cổ phần Thương mại Tân Mạnh Phát cung cấp cho chi cục. Màng PVC 0,5mm, túi đựng mẫu túi PE, polyethylene, pallet, thiết bị hút khí, máy hút bụi, Hikaren HC30 Thái Lan, áp kế, Amomet, dụng cụ chia mẫu hình nón, cân phân tích, cốc thủy tinh, máy xay, ván phai, tấm gỗ, thiết bị xác định độ kín bằng áp kế, thiết bị đo độ ấm, máy két F511, thiết bị đo nhiệt độ, keo dán PVC, viên lấy mẫu 0,5m, túi đựng mẫu, khay men trắng, bộ sàn khô, ống hút khí, ống dẫn khí, chổi để quét keo là loại chổi sơn bề mặt 3-5cm. Vòi dẫn khí nhỏ, đường kính 0,5-1cm. 3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu. Địa điểm tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Thời gian thực hiện từ ngày 12/2019 đến ngày 5/2020. 3.3. Nội dung nghiên cứu. Nội dung 1. Khảo sát quá trình bảo quản thóc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Thông số ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thóc. Hệ thống máy móc, thiết bị sử dụng trong bảo quản, đánh giá chất lượng sản phẩm tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Nội dung 2, khảo sát quá trình bảo quản của thóc bao sử dụng khí N2 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Thông số ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm gạo, hệ thống máy móc, thiết bị sử dụng trong bảo quản, đánh giá chất lượng sản phẩm tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. Ba chấm bốn, phương pháp nghiên cứu bảo quản thóc. 3.4.1, phương pháp bố thí trí thí nghiệm. Quy trình phân tích các chỉ tiêu vật lý của thóc được thực hiện theo hồ sơ đồ.
mẫu ban đầu, mẫu chung, đánh giá các chỉ tiêu cảnh cảm quan và côn trùng, mẫu thử nghiệm 1,5 kg, xác định độ ẩm. Mẫu thử nghiệm có 2 phần mẫu thử 1, 2 chân, 2 x 500g, phần mẫu thử 2, 2 x 100g. Ở phần mẫu thử 1 thì có tạp chất thóc sạch, ở phần mẫu thử 2 thì có gạo lật sạch, ở phần mẫu thử 1 thóc sạch, có gạo lật sạch, hạt nguyên có 2 loại, hạt lẫn loại và hạt chính đo chiều dài 100 hạt nguyên vẹn và phân loại. Hình 3.1 là quy trình phân tích thóc tại chi cục dự trữ Thái Nguyên. Phương pháp phân tích 3.4.2.1 phương pháp lấy mẫu. Tùy theo khối lượng thóc bảo quản trong kho mà xác định các điểm lấy mẫu khác nhau. Các mẫu này phải được lấy mẫu ngẫu nhiên từ các vị trí khác nhau trong khối hạt. Các điểm lấy mẫu khác phải cách lớp kê lớp 1 m, độ sâu lấy mẫu đến 2 m. Sử dụng loại xiên mẫu có tối thiểu 3 điểm lấy mẫu, đánh dấu và cố định vị trí các điểm lấy mẫu thóc trong suốt thời gian lưu kho. Mô hình lấy mẫu áp dụng đối với ngăn thóc bảo quản đổ rời như sau. Khối lượng của thóc dưới 150 tấn, tối thiểu 5 điểm lấy mẫu. Khối lượng của thóc từ trên 150 tấn đến 350 tấn, tối thiểu 8 điểm lấy mẫu. Mẫu ban đầu lấy được từ các điểm trên đem trộn kỹ với nhau, được mẫu chung tạo các mẫu thử nghiệm bằng cách sử dụng dụng cụ chia mẫu hình nón, lặp lại quy trình chia cho đến khi thu được mẫu thử nghiệm theo yêu cầu. Mẫu thử nghiệm tối thiểu là 1 kg. Sau khi lấy mẫu cần phải bao gói và ghi nhãn mẫu. Mẫu cần được bao gói trong túi đựng mẫu, túi PE 2 lớp có độ dày từ 0,05 đến 0,01 mm. Nhãn của mẫu cần ghi đầy đủ thông tin về mẫu như địa điểm lấy mẫu, thời gian lấy mẫu, số lô hàng, tên của người lấy mẫu. Phương pháp đánh giá cảm quan. Từ mẫu chúng ta tiến hành quan sát màu sắc, mùi vị của thóc, kiểm tra xem thóc có còn nguyên vẹn không, ghi chép lại tất cả các nhận xét đó.
3.4.2.3 phương pháp xác định côn trùng từ mẫu trung cân 1 kg mẫu thóc chính xác đến 0.01 g, loại bỏ tạp chất, đổ thóc lên khay men trắng, lấy tay vén từng số lượng thóc nhất định để tìm một, sau khi tìm thấy thì để riêng vào cốc thủy tinh để đếm, tiến hành đếm đổ mọt ra khay men trắng, đếm từng con một, sau đó ghi lại kết quả tìm được, thí nghiệm lặp đi lặp lại 3 lần, kết quả cuối cùng là trung bình cộng của 3 lần đếm. Bốn phương pháp xác định độ ẩm. Xác định độ ẩm của thóc bằng cách lấy thóc từ mẫu phần mẫu đã chia cho vào máy cho đo độ ẩm chuyên dùng, sử dụng khay đựng thóc có sẵn trong máy để lấy thóc, tuyệt đối không được sử dụng tay để bốc thóc, sau đó bạn chặt tay quay ở máy đo theo dõi kết quả và ghi chép lại. Ba chấm bốn chấm hai chấm năm phương pháp xác định tạp chất dụng cụ cốc thủy tinh chổi quét vải khô sạch sàng có kích thước lỗ sàng 1.60 mm x 20.00 mm có đáy thu nhận và nắp đậy. Cách tiến hành từ phần mẫu thử 1 cân 500 g mẫu với độ chính xác đến 0.01 g và đổ lên sàng thử lấy nắp đáy sàng và đậy nắp sàng bằng tay trong 2 phút, đổ toàn bộ phần còn lại trên sàng vào khay men trắng. Nhặt các tạp chất vô cơ và hữu cơ ở trên sàng gộp với phần tạp chất nhỏ còn lại dưới đáy sàng cho vào cốc thủy tinh khô sạch đã biến khối lượng, cân toàn bộ khối lượng tạp chất chính xác đến 0.01 g, tính kết quả. Tạp chất của thóc XTC tính bằng phần trăm khối lượng, xác định theo công thức XTC phần trăm bằng MCTC chia cho M nhân với 100, trong đó MTC là khối lượng tạp chất
đơn vị là gam, m khối lượng mẫu phân tích, đơn vị là gam. Kết quả phép thử là trị số trung bình cộng của 3 lần xác định song song trên cùng một mẫu thử khi sự sai khác của chúng không vượt quá 1% giá trị trung bình, báo cáo kết quả chính xác đến một chữ số thập phân. (3.4.2.6) Phương pháp xác định hạt vàng, dụng cụ: máy xay phòng thí nghiệm, khe men trắng, thiết bị sát phòng thí nghiệm. Cách tiến hành: từ phần mẫu thứ hai, cân 100g thóc chính xác đến 0,01g, dầm nồng mẫu trên khay men trắng loại bột tạp chất vô cơ, dùng máy xay phòng thí nghiệm để tiến hành tách vỏ chấu, dàn đều mẫu gạo lật thu được trên khay men trắng, nhặt đến hạt không hoàn thiện để riêng, tiếp tục cho số gạo lợt này sát trắng ở mức bình thường bằng thiết bị sát phòng thí nghiệm, đưa lên khay men trắng quan sát, phân loại hạt vàng bằng cách nhặt vào các ống thủy tinh sạch đã biết khối lượng hạt, cân hạt và với độ chính xác đến 0,01g. Tính kết quả: phần trăm hạt vàng được tính theo công thức xi phần trăm bằng ai chia m nhân với 100, trong đó ai là khối lượng gạo lợt của hạt vàng, khối lượng là gam, m là khối lượng hạt gạo lật của mẫu, khối lượng là gam, xi là phần trăm của hạt vàng. Kết quả phép thử là trị số trung bình cộng của 3 lần xác định song song trên cùng một mẫu thử khi sự sai khác của chúng không vượt quá 1% giá trị trung bình, báo cáo kết quả chính xác đến một chữ thập phân. (3.5) Phương pháp nghiên cứu quá trình bảo quản gạo bằng khí nitơ. 3.5.1 Phương pháp lấy mẫu. Việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng của lô gạo được áp dụng theo TCVN 5451 2008 ngũ cốc, đầu đỗ và sử dụng sản phẩm nghiền, lấy mẫu từ khối lượng hàng tĩnh cụ thể, dùng xiên lấy mẫu dài 0,5m, lấy mẫu ban đầu, số bao gạo được lấy mẫu như sau: số bao trong chuyến hàng và số bao được lấy mẫu. Số bao trong chuyến hàng đến 100 bao thì số bao được lấy mẫu từng bao, từ 10 bao đến 100 bao lấy mẫu ngẫu nhiên 10 bao, trên 100 bao thì lấy căn bậc 2 của tổng số bao hoặc xấp xỉ. Trong quá trình lấy mẫu cần lưu ý, lấy mẫu đầu trên các vị trí của lô gạo và lấy đều ở các vị trí của bao như phần miệng, giữ và đáy bao để hạn chế sai số đo chủ quan. Từ các vị trí xác định mẫu được lấy ra khoảng 3 kg, dùng dụng cụ chia mẫu trộn đều để lấy ra 1,5 kg là mẫu thử nghiệm, 1,5 kg còn lại là mẫu lưu.
chuẩn kỳ mẫu thử nghiệm và chia cho mẫu ban đầu thành nhiều mẫu thử các chỉ tiêu theo quy định bằng dụng cụ chia mẫu để có độ đồng đều cao nhất để tiến hành kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng. (3.5.2) Phương pháp thí nghiệm. Phương pháp bố trí thí nghiệm phân tích sản phẩm gạo trắng được bố trí như sau: mẫu ban đầu, mẫu chung, kiểm tra mùi và côn trùng, mẫu thử nghiệm, xác định độ ẩm. Phần mẫu thử 1 500g, phần mẫu thử 2 3 x 50g, phần mẫu thử 3 200g, phần mẫu thử 4 200g. Phần mẫu thử 1 tạp chất thóc lẫn, phần mẫu thử 2 xác định mức sát, phần mẫu thử 3 tách tấm, tấm và hạt nguyên, phần mẫu thử 4 hạt và phấn hạt hư hỏng. Tấm nhỏ hạt nguyên vẹn xác định kích thước, hạt sọc đỏ, hạt xay sát, hạt vàng. Hình 3.2 là quy trình phân tích gạo trắng. (3.5.3) Phương pháp xác định nồng độ N2. Nồng độ khí N2 của lỗ gạo được lấy qua một vòi dẫn khí là một ống nhựa dẻo đường kính 0,5cm đến 1cm. Một đầu của vòi dẫn khí cắn vào đỉnh của lỗ gạo thông qua một van nhỏ, đầu còn lại ở chân lỗ cắn vào thiết bị đo nồng độ khí N2. Kiểm tra lại toàn bộ xung quanh lỗ gạo phát hiện điểm dò dỉ khí, đo và ghi lại nồng độ N2 sau khi kết thúc đợt nạp khí. Nồng độ N2 được đo tại cửa hút nạp khí. (3.5.4) Phương pháp xác định độ ẩm SIO712. Sử dụng máy đo độ ẩm chuyên dùng, lấy khay đựng gạo xúc một ít gạo cho vào máy, vặn chặt, theo dõi kết quả và ghi chép lại. 3.5.5 Phương pháp xác định hạt vàng, hạt hư hỏng. Từ phần mẫu thứ 4 cân 100g mẫu chính xác đến 0,01g, loại bỏ thóc và tạp chất, sau đó đổ toàn bộ gạo lên khay men trắng, dàn đều mẫu và tiến hành phân loại hạt bằng cách nhặt vào các ống thủy tinh sạch để biết khối lượng từng hạt loại hạt, hạt vàng, hạt bị hư hỏng. Cần riêng từng cốc chứa các loại hạt chính xác đến 0,01g, từ đó suy ra khối lượng từng loại hạt. Tỷ lệ từng loại hạt XY tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức XY bằng MY chia cho M nhân 100, trong đó MY là khối lượng từng loại hạt tính bằng gam, M là khối lượng mẫu cân tính bằng gam. Kết quả phép thử là chỉ số trung bình của hai lần xác định tính đến 1 trừ số thập phân.
3.5.6 đánh giá cảm quan, đánh giá bằng phương pháp phân tích cảm quan theo TCVN 3215 đến 79 và TCVN 1643 đến 2008 trong thời gian chuẩn bị quan sát màu sắc ngửi mùi của gạo, kiểm tra côn trùng, các vi sinh vật hại khác và ghi chép tất cả các nhận xét vào sổ kiểm tra màu sắc. Hạt gạo có màu sắc đặc trưng của giống loại, mùi có mùi tự nhiên của gạo, không có mùi lạ và mùi đặc biệt hoặc côn trùng sống men mốc trong khối gạo, trạng thái hạt mẩy không bị nứt vỡ. Phần 4. Kết quả và thảo luận. 4.1. Khảo sát quy trình bảo quản thóc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên. 4.1.1. Quy trình bảo quản thóc tại Chi cục Dự trữ Nhà nước thành phố Thái Nguyên được thực hiện trong điều kiện áp suất thấp theo hồ sơ như sau. Chuẩn bị thóc và nguyên liệu. Kiểm tra thóc trước khi nhập kho. Chuyển thóc vào kho, lắp đặt hệ thống hút khí. Kiểm tra các điều kiện trước khi bảo quản. Bảo quản 24 tháng. Kiểm tra chất lượng thóc. Hút khí trong quá trình bảo quản, kiểm tra diễn biến lô thóc, phòng ngừa diệt trừ côn trùng bằng hóa chất, tối đa một lần xử lý sự cố nếu có, kiểm nghiệm trước khi xuất kho. Xuất kho. Hình 4.1 là quy trình bảo quản thóc trong điều kiện áp suất thấp. Chấm 1.2. Thuyết minh quy trình. 4.1.2.1. Công đoạn chuẩn bị thóc. Thóc nhập kho là thóc mới và đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn TCN 04/2004 thóc dự trữ nhà nước yêu cầu kỹ thuật như sau. Màu sắc, hạt thóc phải có màu sắc đặc trưng của giống loại, mùi có mùi tự nhiên của thóc, không có mùi lạ, trạng thái hạt mẩy vỏ trấu không bị nứt hở, sinh vật hại thóc nhập kho không bị men mốc, không có côn trùng sống và sinh vật hại khác nhìn bằng mắt thường. Tiêu chuẩn của trước khi nhập kho như sau. Bảng 4.1, các chỉ tiêu chất lượng thóc nhập kho. Chỉ tiêu chỉ số 1, độ ẩm phần trăm, khối lượng không lớn hơn 13,8. 2, tạp chất phần trăm khối lượng không lớn hơn 2,0. 3, hạt không hoàn thiện phần trăm khối lượng không lớn hơn 6,0. 4, hạt vàng
phần trăm khối lượng không lớn hơn 0,5. 5. Hạt bạc phấn, phần trăm khối lượng không lớn hơn 7,0. 6. Hạt lưỡi loại, phần trăm khối lượng không lớn hơn 10,0. Kho bảo quản thóc dự trữ phải là loại kho kiên cố đảm bảo ngăn được tác động trực tiếp của các yếu tố thời tiết đến với hạt. Với các loại hình hạt kho, cụ thể kho khốn, kho A1, kho tiệp, kho cải tiến và kho nhà bằng, tường và nền không bị thấm, ẩm ướt, đọng xương trong mùa mưa ẩm, mặt nền kho đảm bảo phẳng nhẵn, hệ thống cửa kho phải đảm bảo kín và ngăn ngừa được vi sinh vật gây hại nhập khoảng khí, thuận tiện khi thông gió tự nhiên. Kho chứa thóc phải thường xuyên sạch, trong kho không có mùi vị lạ, xung quanh kho phải quang đãng, đảm bảo thoát nước tốt, cách ly nguồn nhiễm bẩn hóa chất. Chuẩn bị vật tư, thiết bị dụng cụ. Tủ chính được gia công từ màng PVC polyvinyl clorua, yêu cầu màng PVC có độ dày 0,5 cộng trừ 0,03 mm, đảm bảo trong suốt, không có bọt khí, không có vết tật, phòng rộp lẫn tạp chất, vết sọc, vết xước. Màng PVC được gắn kết với nhau bằng keo dán PVC hoặc bằng các thiết bị dán nguyên dụng, kiểm tra kỹ đảm bảo độ kín các đường dán trong quá trình gắn kết các tầm màng PVC với nhau. Túi bảo vệ gồm 2 lớp để giữ cho túi chính không bị xây xước, rác thủng trong quá trình nhập, bảo quản và xuất thóc. Túi bảo vệ được gia công từ các chất liệu mềm, dẻo, càng xốp, nhẹ nhàng càng tốt, không gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của thóc trong quá trình bảo quản. Kích thước túi bảo vệ ngoài và túi bảo vệ trong phù hợp với kích thước túi chính, túi cao, túi bảo vệ bằng chiều cao lỗ thóc. Hệ thống ống dẫn, ống hút khí, ống dẫn khí được đặt gọn trong các lô nhằm tạo các khoảng trống thoáng và lưu thông khí hút. Ống dẫn khí thường làm từ ống nhựa PVC cứng có đường kính từ 10 cm đến 20 cm. Các lỗ thoáng được tạo bằng các khoan hoặc xẻ rãnh. Suốt chiều dài của thân ống với mật độ và kích thước lỗ phù hợp bảo quản hút khí thuận lợi, đồng thời không để hạt thóc lọt vào trong ống. Hệ thống ống hút khí đảm bảo không bị gãy, bẹp và biến dạng các tác động của quá trình nhập xuất kho bảo quản, dễ gia công, cắt khoan, kết nối ống hút khí, dùng để chuyển dòng khí trong khối thóc ra ngoài. Ống hút khí thường làm từ ống nhựa PVC cứng, một đầu ống nối với ống dẫn khí bằng cút thu phần ống bên ngoài lô thóc tạo thành các cửa hút khí dài khoảng 30 cm, có gắn van khóa khí cách cửa hút từ 10 cm đến 15 cm. Cửa hút khí có đường kính phù hợp, đảm bảo độ kín khít khi nối với thiết bị hút khí. Tùy theo kích thước kho và khối lượng thóc chứa có thể bố trí hoặc một hoặc hai cửa hút khí cho một lô thóc. Thiết bị hút khí và thiết bị xác định độ kín khí. Thiết bị hút khí thường là máy hút bụi có công suất đảm bảo được hút được không khí trong lô thóc, đặt áp suất âm tối thiểu là 1000 pa can. Thiết bị xác định độ khí kín bằng áp kế manomet có cấu tạo bằng một ống thủy tinh hoặc ống nhựa trong suốt được uốn theo hình chữ U, mỗi nhánh dài từ 30 cm đến 35 cm, đường kính 5 mm, giữa hai nhánh đặt một thước chia vạch tới mm, đổ nước đến giữa thân ống, vị trí mực nước thăng bằng giữa hai thân ống tương ứng sạch với số 0 của thước, nên pha màu vào nước để dễ quan sát. Toàn bộ ống và thước được gắn cố định trên tấm gỗ có giá trị đỡ hoặc có móc để treo.
chuẩn bị cân cân phải được cơ quan có thẩm quyền của nhà nước kiểm định và cấp giấy chứng nhận được phép sử dụng. Cân được đặt ở nơi bằng phẳng chắc chắn, đảm bảo đủ ánh sáng, đặt ở vị trí thuận tiện cho người giam nhận quan sát phải thử cân trước khi cân nhập và không đặt lên khối lượng quá trọng tải quy định. Các dụng cụ thiết bị khác, chuẩn bị các dụng cụ khác như xiên lấy mẫu, thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm lô thóc, các ngăn kho nhập thóc được trang thiết bị, cầu đổ thóc, đòn dàn bằng ván gỗ hoặc tre để khi đổ vào thóc ít bị dồn nén. Cầu cột thóc phải đảm bảo chắc chắn, đi lại an toàn. 4.1.2.2 kê lót, lắp đặt ống dẫn khí và ống hút khí, điều chỉnh cố định các lớp túi bảo quản. Túi bảo vệ có 5 mặt gồm 2 lớp. Lớp túi bảo vệ ngoài tiếp xúc với tường nền kho, lớp túi bảo vệ trong tiếp xúc với thóc, kích thước túi bảo vệ ngoài và túi bảo vệ trong phù hợp với kích thước của túi chính, đảm bảo lồng khí túi chính ở giữa, chiều cao túi bảo vệ bằng chiều dài lô thóc. Túi bảo vệ được treo và cố định lên tường kho, trở lại mặt trước khi để thuận tiện cho việc vào đủ thóc. Túi chính là màng PVC được gia công hoàn chỉnh thành 5 túi mặt hoặc gia công thành từng phần gồm các mặt xung quanh và đáy lô thóc để tiện điều chỉnh chiều dài và chiều rộng của túi khí theo đúng kích thước khối hạt. Riêng chiều cao túi lớn hơn 20cm đến 30cm so với chiều cao của khối hạt, túi chính đặt trên túi bảo vệ ngoài, điều chỉnh các cố định điện từ túi chính vào vị trí đã định ở tường kho, dán kín mặt đáy vào thành túi nếu trước đó rời từng bộ phận, kiểm tra độ toàn bộ túi chính và xử lý những chỗ hở rách thủng xước. Túi bảo vệ trong được đặt bên trong túi chính và cố định theo các vị trí tương ứng của túi chính. Tấm phủ được gắn kín lô thấp sau khi hoàn toàn thủ tục nhập đầy lô. Kích thước tấm phủ bằng bề mặt khối hạt được đánh dấu sẵn ở vị trí điểm lấy mẫu thóc, một phần ống gheo nhựa để nối vào áp kế được gắn sẵn vào tấm phủ tại khoảng giữa phía ngoài đường lô. Lắp đặt ống dẫn khí và ống hút khí tùy thuộc vào vị trí đặt của ống hút khí và ống dẫn khí để lắp được đặt khi đổ thóc hoặc sau khi thóc được đổ tới độ cao đã định rồi lắp đặt. Các ống dẫn khí vào ống hút khí có thể lắp đặt trong phạm vi 1/3 chiều cao phía dưới lô thóc. Số lượng ống dẫn khí và ống hút khí tùy thuộc vào kích thước, loại hình kho tương ứng với khối lượng thóc nhập. Ống dẫn khí được đặt theo kiểu song song, các ống dẫn khí được đặt song song với tường kho hướng ra phía cửa. Độ dài của mỗi ống nhỏ chiều dài lô thóc 2m, cách tường mỗi đầu 2m. Ống hút khí đặt cách tường bên từ 1 đến 1,5m, cách ống cách nhau khoảng 3m. Đây là mô hình kiểu hút khí song song. Vận chuyển và lắp đặt cân thóc lực khi được kiểm tra đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn và xong công đoạn chuẩn bị thóc lực đem đi cân để chuyển vào kho. Trong khi cân nhập, thủ kho phải theo dõi ghi chép để đủ chính xác khối lượng thóc cân nhập theo quy định, đọc to kết quả để người giao thóc cùng người chứng kiến nghe rõ, ghi ngay vào sổ mã cân và thứ 5 mã thì cộng một lần. Sau bước cân phải khóa cân, quét sạch vạt cân, chuyển thóc vào kho. Trong lúc chuyển thóc kho chú ý được không được để bẩn rách màng thóc chuyển đổ vào kho, phải gọn đủ độ cao từ bên trong ra ngoài. Trong quá trình nhập sử dụng cầu để thóc giữ cho khối lượng bị nén chặt, lưu ý đặt ống dẫn khí tại các vị trí định sẵn khi đổ thóc, độ cao của hạt tối đa 3,5, chiều cao đỉnh khối hạt đảm bảo cách trần kho ít nhất 1,5m, khối lượng một ngăn không lớn hơn 300 tấn. Làm kín lô thóc, hút khí, kiểm tra và xử lý độ kín. Sau khi thóc đã được chuyển hết vào trong kho, ta đối chiếu lượng thóc nhập kho theo sổ sách với kết quả thực nhập tế, tiến hành trang phản bạc thóc. Kỹ thuật viên của thủ kho cùng tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, lập biên bản nhập đầy ngăn lô và lập sổ theo dõi bảo quản sau khi có phiếu kiểm nghiệm. Sau đó tiến hành làm kín lô thóc tại các điểm đã lấy được mẫu để
Mẫu thóc trên tấm phủ khoét lỗ đặt các đoạn ống nhựa cứng dài từ 25cm đến 30cm, đường kính ống từ 4cm đến 5cm đảm bảo thuận tiện cho việc lấy mẫu và kiểm tra xử lý khi lô thóc có sự cố. Một đầu ống cắm vào lô thóc, đầu trên nhô lên khỏi mặt tấm phủ khoảng 3cm, có nắp chụp vào hoặc tạo cút len đảm bảo độ kín khí làm kín túi chính, dán tấm phủ vào mặt xung quanh, kiểm tra kỹ các đường dán, lắp áp kê manomet. Tiếp theo lắp ống nghe thử độ kín khí và làm một ống nhựa dẻo đường kính từ 5mm đến 10mm bằng cách một đầu gắn vào chính giữa đỉnh lô thóc, đầu còn lại ở chân lô để gắn vào áp kế khi đo áp lực và hút khí lục của lô thóc. Sau khi nhập đầy kho, quá trình bảo quản lô thóc cần tiếp tục được hút khí thông thoáng cả trước và sau khi dán kính lông để lô thóc xảy ra hiện tượng bốc nóng. Kiểm tra độ kín của lô thóc bằng cách gắn kết vào các ống gheo nhựa đã được nối thông với lô thóc ở đỉnh lô và kéo dài xuống chân lô. Ống gheo có đường kính phù hợp đảm bảo kín khít khi gắn vào nhánh áp kế cho máy hút khí hoạt động và thường xuyên theo dõi mức nước ở áp kế. Khi độ chênh lệch mức nước trên áp kế đạt 100mm tương đương với áp suất âm 1000 pa, khóa van ở cửa hút khí đồng thời tắt máy. Sau khi khóa van chờ 5 phút để ổn định, khi lại mất cột nước trên áp kế và bấm đồng hồ theo dõi thời gian di chuyển của cột nước, xác định khoảng thời gian độ chênh lệch cột nước giảm xuống còn 85mm. Khoảng thời gian đó đạt mức từ 40 phút trở lên thì lô thóc được coi là đảm bảo độ kín. Nếu ở mức dưới 40 phút thì cần tiến hành các biện pháp kiểm tra xử lý. Việc để độ kín lô thóc tiến hành lặp lại 3 lần. Sự cố trong quá trình bảo quản màng của thiết bị và bị thủng, nguyên nhân có thể do côn trùng chuột xâm nhập. Cách khắc phục: Kiểm tra và xử lý màng bị thủng hở. Để dò tìm các điểm thủng hở khi lọt khí, cần chọn thời điểm yên tĩnh hút khí tới mức 1000 pa, mức chênh lệch cột nước trên áp kế là 100mm, tập trung lắng nghe hoặc có thể dùng các thiết bị khuếch đại âm thanh thông thường để kiểm tra, phát hiện, xử lý. Trước hết phải kiểm tra toàn bộ các vị trí lộ diện ở xung quanh lô thóc, cần chú ý kiểm tra ở các mối gắn ghép cửa hút nạp khí, van khóa. Trường hợp sau khi kiểm tra vẫn không thực hiện được điểm lò thùng thì tiến hành bốc rỡ từng phần lô thóc để tìm kiếm phát hiện chỗ hở, xử lý làm kín. .1.2.3 Bảo quản chế độ vệ sinh. Trong quá trình bảo quản, thủ kho cần thường xuyên vệ sinh lô hàng, vệ sinh trong và ngoài kho. Đối với các lô hàng thì lau sạch màng bằng rẻ mềm. Trong kho cần vệ sinh trần tường, các cửa ra vào, cửa thông gió, các ống thông gió. Hàng ngày phải quét dọn hè kho, sân kho, hàng ngày vùng rẫy cỏ xung quanh kho, dọn sạch máng, hệ thống thoát nước quanh kho. Hút khí trong quá trình bảo quản: trong 3 tháng đầu bảo quản thì hút khí lô thóc đặt chênh lệch cột nước trên áp kế là 100mm, thường xuyên duy trì áp suất âm trong lô thóc tối thiểu là 10mm cột nước, tương đương áp suất âm 100 pa. Từ tháng 4 đến tháng 9 khi mực nước trở về căng thăng bằng thì sau 3 ngày hút lại một lần tới áp suất âm 100 pa. Các tháng tiếp theo khi mực nước trở về thăng bằng thì cứ sau 7 ngày tiếp tục hút lại một lần như trên. Diện dụng thóc bảo quản lối rời trong điều kiện áp suất thấp. Trong các chu kỳ bảo quản, khoảng thời gian từ lúc nhập tới lúc xuất kho tối đa chỉ tiến hành một lần biện pháp phòng ngừa trừ diệt côn trùng bằng hóa chất. Tùy thuộc khả năng mức độ phát triển của sâu hại để lựa chọn loại hóa chất, thời điểm xử lý phù hợp hoặc sử dụng các dạng thuốc tiếp xúc phun trộn cho khối hạt từ thời điểm nhập kho đến
trước khi phủ kín lô thóc hoặc xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật dạng sông hơi. Khi phát hiện côn trùng phát triển trong quá trình bảo quản xử lý bằng sông hơi phải bảo quản thời gian ủ thuốc ít nhất 5 ngày. Danh mục có liều lượng và sử dụng theo quy định. Công tác kiểm tra định kỳ thường xuyên theo dõi độ kín của lô thóc trước mỗi lần hút khí, ghi chép các độ chênh lệch cột nước. Hàng tháng theo dõi ghi chép các chỉ số nhiệt độ, độ ẩm không khí bên ngoài và trong lô thóc. Hàng quý lấy mẫu và phân tích, đánh giá chất lượng thóc theo các chỉ tiêu. Cảm quan độ ẩm, tỷ lệ hạt vàng 3 tháng đầu, mỗi tháng lấy mẫu xác định độ ẩm 1 lần. Kiểm tra bất thường, kiểm tra chất lượng, công tác bảo quản có khi sự cố xảy ra theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Kết quả kiểm tra chất lượng định kỳ, kiểm tra đột xuất do thủ trưởng đơn vị, phòng kỹ thuật hoặc nhóm công tác thực hiện. Kết quả được ghi vào sổ theo dõi công tác bảo quản hoặc lập biên bản theo yêu cầu. Sự cố thường xảy ra trong quá trình bảo quản thóc, hiện tượng bốc nóng. Cách khắc phục là khi phát hiện khối thóc có sự khác thường, có biểu hiện của tốc nóng thì chúng ta phải kết hợp dùng xiên để đo nhiệt độ để xác định cụ thể. Cách xử lý hiện tượng bốc nóng, cần xử lý ngay khu vực bốc nóng bằng cách bảo quản truyền và giải lỏng tê mềm mặt truyền nhiệt, kết hợp các giải pháp thông thoáng trong điều kiện cho phép để giải phóng nhiệt độ khối hạt ở mức độ nặng và đào thải giếng vùng trung tâm, chuyển một phần thóc ra ngoài để khối hạt sớm trở lại trạng thái an toàn. Thóc bị lên men mắc, cách khắc phục: quan sát màu sắc của hạt, khe hạt, phần phôi, độ tan rời, độ ẩm. Kết hợp dùng mũi ngửi để phát hiện mùi mốc ở giai đoạn chấm mốc, kiểm tra thường xuyên trong các thời điểm chuyển mùa sau cơn mưa bão những khu vực hạt bị dễ mốc. Cách xử lý bị men mốc: ước tính khối lượng bị mốc không được cào đào lẫn hạt bị mốc và hạt không bị mốc vì sen sẽ làm lây nhiễm toàn bộ khối mà phải bốc chuyển ra ngoài xử lý. Phòng phần thấp chưa bị lên men mốc, tăng cường đầu cào đào thông gió. Khi hạt bị mốc hoặc bị lên men mặc dù đã phơi khô vẫn phải để riêng chờ giải quyết, không đem hạt bị men mốc đã xử lý đổ vào khối hạt làm ảnh hưởng đến chất lượng của toàn khối.